Rất vui được gặp lại quý cô bác trên kênh Sống An Lạc. Mới đây thì tôi có đọc được một câu chuyện trên báo kể về câu chuyện của ông Hiệu 77 tuổi, quê ở Yên Lãng, Hải Phòng. Theo lời kể thì ông Hiệu từng bị ung thư vòm họng nhưng may mắn được điều trị thành công tại Bệnh viện Ca Hà Nội. Ông Hiệu hiểu rằng không phải ai cũng may mắn và có cơ hội trở về từ cửa tử như mình. Ông đã chia sẻ rằng trong quá trình điều trị ung thư, ông không uống rượu bia, ăn uống điều độ, nhiều rau xanh và trái cây. Đáng chú ý hơn cả, ông còn bật mí cách chữa ung thư của mình với một bài tập bằng cách vẩy tay vô cùng đơn giản. Điều này khiến nhiều người bất ngờ và thắc mắc vẩy tay có tác dụng gì mà có thể giúp ông trị được bệnh ung thư như vậy. Sau đó trong video này, Sống An Lạc sẽ chia sẻ cụ thể hơn với cô bác về phương pháp chữa ung thư vô cùng đặc biệt này. Cô bác có thể làm vào bất cứ lúc nào, vừa tốt cho sức khỏe lại kéo dài tuổi thọ. Cô bác cùng tham khảo để áp dụng ngay hôm nay nhé! Tôi thấy có nhiều cô bác sáng ngủ dậy, việc đầu tiên sau khi rời khỏi giường là tập thể dục. Mỗi cô bác đều có những lựa chọn khác nhau. Có cô bác thì chạy bộ, đi bơi hay là đạp xe, nhưng cũng có một số cô bác thì thích những bài vận động nhẹ nhàng thôi như là yoga, dưỡng sinh. Còn nếu cô bác vẫn đang băn khoăn, không biết nên tập bài tập nào, tập ra sao mới có hiệu quả cao thì cô bác có thể tham khảo và tập bài vẩy tay mà Sống An Lạc giới thiệu trong video này. Bài tập này đã có từ lâu, được lưu truyền và kiểm chứng qua hàng ngàn năm, thế nên cô bác không có gì phải lo lắng về hiệu quả của nó. Chỉ cần tập đều đặn mỗi ngày, cô bác sẽ thấy những thay đổi trong cơ thể của mình như khí huyết được lưu thông, sức đề kháng nâng cao, từ đó phòng chống được nhiều bệnh tật, trong đó có cả bệnh ung thư nữa nhé. Bài tập vẩy tay này rất dễ thực hiện, từ trẻ đến già, người đang có bệnh đến khỏe mạnh đều có thể làm được. Sau khi làm quen với phương pháp này, có rất nhiều người đã khỏi bệnh đó cô bác. Ngược lại, nếu cô bác không tuân thủ đúng cách hoặc lười, không kiên trì, chịu khó tập thì sẽ không nhận được hiệu quả. Nhiều cô bác nghe lại bài tập này từ miệng của người khác truyền lại nên dẫn đến tập sai lệch làm giảm sút đi hiệu quả của phương pháp. Do đó, để cô bác có một tư thế tập đúng, cách tập chính xác, Sống An Lạc sẽ hướng dẫn một cách chi tiết và đầy đủ hơn mang lại hiệu quả cho cô bác nhé. Trước khi bắt đầu bài tập, cô bác nên chuẩn bị cho mình quần áo co giãn, dễ cử động, đầu tóc gọn gàng cùng với tinh thần thư giãn nhất. Đầu tiên, cần có cách đứng đúng. Khi tập vẩy tay, cách đứng là vô cùng quan trọng. Nhiều cô bác đứng khom lưng hoặc là đứng sai tư thế nên chỉ mới thực hiện vài lần là đã đau nhức toàn thân, không thể duy trì được lâu. Với bài tập này, nếu tập vào ban ngày thì mặt cô bác phải đối diện với mặt trời. Còn nếu là vào ban đêm thì mặt hướng mặt về hướng nam. Hai chân dang rộng bằng vai, tức là rộng khoảng 30-35cm. Hai bàn chân song song hướng thẳng phía trước. Mười đầu ngón chân bám chặt xuống sàn nhà. Để chân không bị đau, cô bác có thể lót một miếng vải nỉ dưới chân hoặc đứng trên đôi dép mỏng và mềm. Cô bác tránh đứng vào những chỗ ẩm ướt hoặc là chân trần trên nền xi măng hay là nền đất nhé. Thứ hai, đó là chú ý thả lỏng cơ thể. Bất kỳ một bài tập, một động tác nào khi thực hiện cô bác cũng chú ý thả lỏng cơ thể. Nhiều cô bác vì muốn tập đúng, tập đẹp nên đã vô tình tạo ra áp lực cho mình, khiến cơ thể co cứng, tập không hiệu quả mà bản thân còn căng thẳng hơn lúc không tập. Khi cô bác đã đứng đúng, chắc chắn ở phía dưới chân thì phía trên cơ thể cần thả lỏng. Đầu nhìn thẳng, mắt hướng ra xa, nhìn hơi lên một chút để tránh cụp đầu. Lưỡi chạm nhẹ chân nướu hàm trên, răng khép nhẹ, chú ý là cô bác không nghiến, môi khép nhẹ, không bặm, hai bàn tay khép hờ các ngón tay, không xòe tay. Mu bàn tay quay về phía trước, các ngón tay để cong tự nhiên, không duỗi thẳng và chuẩn bị tập. Và bây giờ đến bước thứ 3, cô bác bắt đầu vào bài tập. Sau khi cô bác đã đứng đúng tư thế và chuẩn bị một tinh thần thoải mái nhất thì hãy bắt đầu bài tập. Cô bác đưa hai tay ra trước nhẹ nhàng khoảng 30 độ so với thân rồi đánh hai tay cùng lúc về sau khoảng 60 độ so với trục thẳng đứng. Đưa đến khi nào hết cỡ thì thôi và khi trả hai tay về phía trước thì không cần dùng lực. Đó là xong một nhịp, thời gian trung bình khoảng 1 giây cho một nhịp. Cô bác cứ tập trung, kiên trì, làm đi làm lại như vậy nhiều lần. Về nhịp thở cô bác cũng không cần quá quan trọng phải thở đúng theo nhịp tay. Do vẩy tay là bài tập được lưu truyền lại từ người này sang người khác, thế nên về cách tập cũng đã có ít nhiều sự khác nhau. Có nhiều cô bác nói là nên tập 1.800 cái một ngày, nhưng cũng có cô bác cho rằng phải 6.000 mới là đúng,
Vậy thì đâu mới là con số chính xác và tập vẩy tay như thế nào mới mang lại hiệu quả cao nhất? Sống An Lạc xin chia sẻ với cô bác một số lưu ý khi tập vẩy tay sau đây. Cô bác ghi nhớ để thực hiện theo nhé. Thứ nhất, về số lần vẩy tay. Tôi hiểu tâm lý của nhiều cô bác là hễ cứ tập thể dục hay là vận động là phải tập càng nhiều càng tốt, càng lâu càng có hiệu quả cao. Tuy nhiên không phải bài tập nào cũng thế, có khi tập nhiều tập lâu còn gây mất sức, bao nhiêu công sức tập luyện đều chẳng còn tác dụng gì đâu cô bác. Với bài tập vẩy tay, không quan trọng là cô bác thực hiện được bao nhiêu lần mà quan trọng là cô bác tập như thế nào, đã đúng cách hay chưa. Con số 1.800 hay là 3.000 hay 6.000 không quyết định hiệu quả của động tác vẩy tay đâu ạ, bởi vì nó còn phải tùy thuộc vào thể lực, tuổi tác, tình trạng sức khỏe để quyết định số lần và tốc độ vẩy tay nữa đấy. Nguyên tắc là cô bác phải tiến hành từ từ, từ ít đến nhiều, từ chậm đến nhanh, miễn sao sau mỗi lần tập thì cơ thể cảm thấy khỏe mạnh, thoải mái là được, tuyệt nhiên không nên làm quá sức đâu nhé. Một ngày cô bác nên tập khoảng 3 lần vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Cô bác áp dụng công thức sáng mạnh, chiều vừa, tối nhẹ. Tức là sáng thì tập động tác nhanh, mạnh, đến chiều thì giảm tốc độ xuống mức vừa phải, còn buổi tối trước khi đi ngủ thì tập nhẹ nhàng hơn. Thứ hai, đó là về tốc độ vẩy tay. Có rất nhiều cô bác tập theo sự hướng dẫn từ người khác nên có người nhanh, có người chậm. Nhưng tập nhanh quá hay chậm quá thì đều không có tác dụng mà lại còn mất sức. Theo nguyên tắc thì cô bác chỉ nên tập tốc độ vừa phải, không quá nhanh mà cũng đừng quá chậm. Với những cô bác nào đang có bệnh muốn vẩy tay để điều trị thì khi mới vẩy tay, cô bác để vòng tay rộng và chậm một chút. Lúc nào quen hơn rồi thì cô bác thu hẹp vòng lại. Với những cô bác chỉ bị các bệnh nhẹ thì nên vẫy tay và dùng sức nhiều, người bệnh nặng thì nên vẫy chậm và hẹp vòng. Cô bác vẫy tay nhanh quá, làm cho nhịp tim đập nhanh mà vẫy chậm quá thì không đạt tới mục đích luyện tập là cần cho mạch máu lưu thông. Thứ ba, vẫy tay nên dùng sức nhiều hay ít, nặng hay nhẹ. Một điều mà nhiều cô bác cũng thắc mắc đó là khi vẩy tay thì nên dùng nhiều sức để vẩy thật mạnh hay là chỉ dùng ít sức thôi để vẩy nhẹ nhàng. Thực ra không có bất cứ quy định nào bắt cô bác phải dùng nhiều sức hay ít mà do chính cô bác tự điều chỉnh sao cho phù hợp với mình nhất cô bác ạ. Ví dụ cô bác không nên vẩy mạnh quá, như thế sẽ nhanh mỏi tay, không vẩy được nhiều, mà không vẩy được nhiều thì hiệu quả mang lại sẽ không cao. Còn nếu vẩy quá nhẹ thì lại không đủ lực để hoàn thành động tác, thế nên một lực vừa phải là tốt nhất nhé cô bác. Nếu tập xong mà cô bác thấy mình khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn thì giữ tốc độ đó. Còn nếu sức khỏe mà kém hơn trước khi tập thì cần điều chỉnh lại để phù hợp và thoải mái nhất cho mình cô bác nhé. Thứ tư là về nơi tập vẩy tay phù hợp. Nhiều cô bác khi tập thể dục thì ngại đến chỗ đông người vì sợ là mình tập không đúng, tập sai cách. Nếu thế thì bài tập vẩy tay này rất là phù hợp với cô bác đấy. Cô bác tập ở đâu cũng được, có thể là ở trong nhà nếu cô bác ngại mọi người xung quanh. Có thể là ở ngoài trời nếu cô bác muốn có một không gian thoáng đãng. Chỉ có một điều cần lưu ý là cô bác nên tránh nơi có gió lùa vào, nhất là vào mùa đông để không bị cảm lạnh trúng gió cô bác nhé. Trên đây là những lưu ý cho cô bác khi tập bài vẩy tay chữa bệnh này. Tuy nhiên, Sống An Lạc cũng lưu ý thêm với cô bác rằng không thể có một phương pháp nào có thể cùng lúc trị được bách bệnh. Đối với các bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch, tiểu đường, các bệnh cần can thiệp ngoại khoa thì bài tập không thể chữa được bệnh. Và cũng không phải tất cả mọi người đều thành công với bài tập vẩy tay, nên cô bác cần tập thử một thời gian, nếu thấy sức khỏe cải thiện tốt thì tập tiếp, còn mệt mỏi thì dừng ngay nhé. Cô bác hãy giới thiệu bài tập này cho người thân, người cao tuổi trong gia đình bạn. Chúc các bạn vẩy tay thành công, càng vẩy càng khỏe mạnh. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng với cô bác đó là hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan vui vẻ, tránh những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực nhé. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống hợp lý đúng cách thì chắc chắn là cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu đấy. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.